Hello, xin chào mọi người, mình là Yu đây. Như các bạn thấy ở trên màn hình thì đây đó chính là những chỉnh sửa sắp tới ở trong phiên bản 1.2 sẽ ra mắt vào mình nghĩ là tuần sau thôi. Mình sẽ điểm qua cho các bạn những cái chỉnh sửa mà nó nổi bật. Cái điều đầu tiên mà đội ngũ phát hành họ thêm vào cho chúng ta ở trong phiên bản 1.2 đó là cơ chế auto lock system. Thực sự là đây là một cơ chế mà mình thấy rất cần thiết phải cho vào game ngay bây giờ. Bởi vì theo như cá nhân mình trải nghiệm bây giờ, nhiều lúc mình đang để hướng cam ở phía trước mặt nơi có nhiều mục tiêu, mình muốn sử dụng cái R của Trang Ly chẳng hạn để có thể là gây nhiều mục tiêu nhất, nhưng mà game bằng một cách nào đó nó lại target vào cái con đằng sau lưng, và nên như thế thì cái ulti của mình nó sẽ gây được ít sát thương hơn lên nhiều kẻ địch hơn đó. Do đó là cái việc mà thêm cái tính năng này mình thấy là rất cần thiết, đặc biệt là mới với một cái tựa game mà được mọi người gọi là khen về mặt combat thì cái điều chỉnh này là cần thiết. Như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có ba lựa chọn. Thứ nhất đó là tấn công theo hướng di chuyển, đó là hướng WASD này. Các bạn đang để ví dụ các bạn ấn W thì nó sẽ sử dụng skill vào trước mặt. Thứ hai đó là sử dụng skill theo hướng camera, ví dụ các bạn đang gọi là ấn W nhưng mà các bạn lại quay cam ra đằng sau thì khi các bạn sử dụng chiêu thì nó sẽ hướng ra đằng sau. Còn ngoài ra thì nó sẽ là theo khoảng cách, có lẽ là khoảng cách gần xa chẳng hạn, chọn mục tiêu. Thứ hai đó là thêm cho chúng ta một cái utility mới rất hay, cái một gọi là cái drone bắn đi. Ở đây thì nhà phát triển họ có ghi là chúng tôi đã nghe những cái phản hồi của các bạn về việc mà các bạn phải đổi team quá nhiều khi mà trong đội hình của các bạn không có nhân vật sử dụng súng mà lại gặp phải những cái giải đấu nó yêu cầu bắn. Thì bây giờ trong phiên bản 1.2 họ sẽ cho các bạn một cái utility mới, một cái drone. Thì các bạn chỉ cần gọi cái này ra, các bạn ấn nút đánh thưởng nó sẽ tự bắn cho các bạn. Thế là không phải đổi team và mất thời gian nữa. Thật sự là thêm một cái chỉnh sửa nữa rất là cần thiết trong cái quá trình chơi game của mọi người. Ở thứ ba thì là một cái tính năng mà gần như là ai cũng muốn rồi. Thật sự là ai cũng muốn, đó là tính năng mình gọi là nhựa tràn đi, cho nó thân quen. Tính năng nhựa tràn. Đây, ở phiên bản 1.2 các bạn sẽ có thể có cái tính năng này. Đây, như các bạn thấy ở đây là với mỗi một nhựa tràn thì sẽ hồi 12 phút, tức là gấp đôi so với thông thường. Tức khi mà các bạn đạt 240 nhựa thường thì các bạn có thể... The fuck? Tại sao tự bật nhạc như vậy? Khi mà các bạn mắc 240 nhựa thường thì nó bắt đầu nó chuyển sang là nó tích cái nhựa tràn này. Tối đa là được 480, rất là nhiều. Nói chung là các bạn ọp cực kỳ lâu thì nó vẫn sẽ giữ nhựa cho các bạn. Các bạn sẽ không bị thọt khi mà quay trở lại. Cái này nó cũng chỉ gấp đôi so với cái nhựa thông thường thôi. Nhựa thông thường là 6 phút hồi một cái thì cái này là 12 phút hồi một cái. Và cái chỉnh sửa tiếp theo đó là cái tính năng mà để showcase nhân vật ở trong profile. Thì với cái tính năng này thì các bạn có thể hiển thị cái hoạt ảnh lúc mà các bạn gacha ra nhân vật ở trong cái profile của các bạn đến tối đa là 3. Đó. Một cái tính năng nó gọi là như thế nào nhỉ, nâng cấp về mặt trải nghiệm người dùng thôi. Nếu các bạn thích một nhân vật nào đó các bạn sẽ để. Tiếp theo là một cái mà mình thấy mọi người rất là yêu thích, đó là lựa chọn chơi ở 120 fps. Cái này thì mình nghĩ là dành cho các bạn nào có máy tính xịn, đồ họa cao, các bạn muốn trải nghiệm những cái fps nó mượt mà hơn thì sẽ rất là thích. Còn mình thì mình chơi trên con laptop ghẻ 45 fps thì thôi, cái tính năng này thật sự nó cũng không quá là có lợi với mình. Nhưng mà với các bạn có cấu hình tốt, các bạn muốn chơi ở FPS cao. Trước thì nếu mà các bạn muốn unlock cái 120 fps này thì các bạn phải mò vào thư mục game, các bạn phải chỉnh sửa code cái gì ấy, mình xem người ta hướng dẫn rồi. Và nói chung là bây giờ nó sẽ có tính năng ở trong game luôn, các bạn sẽ không phải chỉnh sửa cái gì cả. Tiếp theo là cái Depth of Elusive Ram thì sẽ có thêm phần thưởng mới thì phải. Ở đây đội ngũ phát hành họ xin cảm ơn chúng ta vì đã ủng hộ cái event này. Thì bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ có thêm đây để giúp các bạn có thể nâng cấp và thử được nhiều nhân vật hơn một lúc, thì chúng tôi sẽ thêm đồ để các bạn đổi, tức là nhiều đồ hơn. Các bạn sẽ đổi ví dụ như là thêm kinh nghiệm nhân vật, kinh nghiệm vũ khí, kinh nghiệm up eco. Thật sự là rất cần đấy các bạn ạ. Mình mới lên level 60 ngày hôm qua và mình làm một phát gọi là đốt gần như là sạch tài nguyên chỉ để cho Trang Ly lên level 90 cũng như là vũ khí lên 90. Thật sự
rất tốn, nhưng việc thêm những cái tài nguyên mới như này thì hoàn toàn là cần thiết. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhận được một cái mail thông báo khi nào mà cái đồ mới đổi thì sẽ được thêm vào. Ok. Tiếp theo là tiếp tục là một cái chỉnh sửa nữa hướng đến những người chơi gọi là như thế nào nhỉ? Ít on. Các bạn muốn chơi game ít. Thứ nhất là có nhựa tràn rồi và bây giờ chúng ta sẽ được thêm những cái điểm activity, cái điểm hoạt động. Cái điểm để các bạn nhận thưởng hàng ngày ấy. Thì trước đây cái nhiệm vụ tiêu sử dụng 180 nhựa thì nó chỉ được cộng 20 thôi, bây giờ nó sẽ được cộng đến tận 60. Tức là bây giờ các bạn không có thời gian vào game, các bạn vào các bạn xả hết nhựa và các bạn làm daily là 60 cộng 40 là 100 là đủ luôn, các bạn có thể orb được luôn. Thế chứ nếu như bây giờ thì nó sẽ có thêm những cái nhiệm vụ rất là lẻ tẻ, các bạn sẽ phải tốn thêm tầm 10 15 phút để chơi thêm nếu mà các bạn không thích. Đây đó, đây là một cái chỉnh sửa mình nghĩ nó cũng rất là ok. Ngoài ra chúng ta sẽ có một tờ note từ nhà phát hành. Đó là phiên bản 1.2 chúng ta sẽ có sự kiện trung thu và tất nhiên rồi free selling yao. Tuyệt vời. Nhân vật này thì đã được leak cách đây tương đối lâu và cũng có những tin đồn là sẽ được free, không biết là ai leak và chuẩn chỉ thế. Và đúng thật là nó free. Vâng, selling yao free ở phiên bản 1.2, nhân vật này thì là nhân vật nam hệ lôi và sử dụng găng tay thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Dùng găng tay và chúng ta hãy cùng chờ xem là nửa sau của phiên bản nhé mọi người. Còn nửa đầu của chúng ta thì sẽ là cô nàng Zeji. Cái này là nửa sau nhá, nửa sau ở cái event trung thu. Ok và thế là hết rồi, tạm thời thì vẫn chưa có thông tin về banner mới. Nếu mà có thông tin thì có lẽ là mình sẽ lên clip mình thông báo cho các bạn. Nhưng mà hiện tại thì chưa có thông tin về banner Zeji là sẽ có những con nào đi kèm. Có thể là sẽ có leak rồi nhưng mà chưa có thông tin chính thức. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp mọi người ở trong những video sắp tới. Mình là Yu.